việc bán một sản phẩm từ nhà sản xuất mà nó truyền tay qua rất rất nhiều người. Và vấn đề là cái sản phẩm, cái người bắt đầu sản xuất ấy, thì người ta cũng chưa chắc người ta đã dám chắc sản phẩm của họ tốt như vậy. Nhưng đôi khi qua truyền miệng, mỗi anh nâng cấp lên một tí, là vì nó liên quan đến lợi ích của bản thân, cho nên có khi sản phẩm nó ba, các anh chị tào lao nói lên 10 chẳng hạn, thì nó thành ra, đôi khi nó thành ra lừa đảo. Cái thứ hai nữa là cái rủi ro thứ hai nữa. Như vậy nếu mà bạn là người bán khâu cuối cho người tiêu dùng mà bạn không biết thẩm định kỹ, thì đôi khi bạn bị những cái người họ bán lại cho bạn, họ nói quá về sản phẩm, thì bạn cũng sẽ bị mắc cái câu chuyện là bạn không có óc thẩm định thì bạn cũng nói quá sản phẩm đối với người tiêu dùng, thì đôi khi bạn sẽ là người trở thành lừa đảo khách hàng. Nếu bất cứ một mô hình kinh doanh nào thì rồi cũng chỉ giải quyết được 4 vấn đề mà chúng ta quan tâm thôi. 1 là tốc độ nhân bản để tăng doanh thu. Đúng không? Nó gọi là mô hình kinh doanh. 2 là chi phí trên mô hình bán hàng đấy nó giảm. Thì từ đấy nó ra cái thứ ba, đó là lợi nhuận. Và cái thứ tư là giảm rủi ro. Nó không có rủi ro. Tức là tôi lấy ví dụ về công nợ, về hàng tồn, về việc mà bảo quản và hỏng hóc sản phẩm. Thì như vậy là tôi nhắc lại với bạn, bất cứ một mô hình kinh doanh nào nó chỉ là một phương tiện và giải quyết được 4 bài toán. 1 là nhân bản để tăng doanh thu nhanh. 2 giảm chi phí để đảm bảo lợi nhuận sâu. 3 giảm chi phí đấy, và 3 là lợi nhuận. Và cuối cùng cái thứ 4 là giảm rủi ro về công nợ, về tồn kho, về gãy hệ thống. Đấy, nói chung là chỉ người ta quan tâm đến 4 cái đó. Thế còn về mặt chiến lược thì người ta quan tâm đến sự bền vững của cái chu kỳ hàng hóa đấy, nó kéo dài hay ngắn, thì cái phần đấy nó nằm trong chiến lược. Còn tôi đang nói về cái mô hình thôi, vì bạn hỏi về mô hình. Đấy. Thế thì như vậy là đối với mô hình kinh doanh online và teamwork thì bạn cũng nhìn thấy, 1 là khả năng nhân bản rất nhanh, đúng không ạ? 2 là chi phí hệ thống giảm, cho nên đương nhiên là lợi nhuận nó sẽ tăng, tăng rất nhanh. Cho nên các bạn vào cái hệ thống teamwork theo kiểu đặc biệt nó online thế này thì thường các bạn kiếm tiền nó cũng rất là dễ. Nhưng có một cái câu chuyện của cái rủi ro là nếu như một số bạn thấy chính sách nó tốt, bạn ôm hàng thì nó sinh ra hàng tồn. Bạn đẩy hàng đi vội, bạn cho công nợ thì nó sinh ra công nợ. Và cái thứ ba nữa là sản phẩm, đặc biệt là mỹ phẩm, nó có đát, nó có thời hạn sử dụng. Thế dẫn tới là đôi khi chúng ta tham thì chúng ta thâm. Cho nên là thực ra mô hình nó rất là tốt. Tuy nhiên là bạn nhìn thấy nó có ba cái điểm rất là tốt. Tuy nhiên đôi khi người ta lợi dụng cái câu chuyện là việc bán một sản phẩm từ nhà sản xuất mà nó truyền tay qua rất rất nhiều người. Và vấn đề là cái sản phẩm, cái người bắt đầu sản xuất ấy, thì người ta cũng chưa chắc người ta đã dám chắc sản phẩm của họ tốt như vậy. Nhưng đôi khi qua truyền miệng, mỗi anh nâng cấp lên một tí, là vì nó liên quan đến lợi ích của bản thân, cho nên có khi sản phẩm nó ba, các anh chị tào lao nói lên 10 chẳng hạn, thì nó thành ra, đôi khi nó thành ra lừa đảo. Cái thứ hai nữa là cái rủi ro thứ hai nữa. Như vậy nếu mà bạn là người bán khâu cuối cho người tiêu dùng mà bạn không biết thẩm định kỹ, thì đôi khi bạn bị những cái người họ bán lại cho bạn, họ nói quá về sản phẩm, thì bạn cũng sẽ bị mắc cái câu chuyện là bạn không có óc thẩm định thì bạn cũng nói quá sản phẩm đối với người tiêu dùng, thì đôi khi bạn sẽ là người trở thành lừa đảo khách hàng. Cái câu chuyện thứ hai về mặt rủi ro nữa là đặc biệt về mỹ phẩm. Thì ngay cái câu chuyện là người A dùng rất là tốt nhưng người B dùng chưa chắc đã tốt, vì nó phụ thuộc vào cơ địa. Tôi lấy ví dụ cũng đều là cảm cúm, nhưng có người uống Tipsy thì Tipi thì rất là tốt, có người uống Decongen thì lại rất là tốt, có người uống
Pardon thì rất là tốt. Nó cũng phụ thuộc vào cơ địa mà, chứ không hẳn là một anh uống tốt thì anh nào uống cũng tốt. Nó phụ thuộc vào cơ địa. Hay ngay kể cả như chúng ta cũng vậy, có những người ăn hải sản thì họ rất là khoái khẩu, có người ăn hải sản bị dị ứng ngay. Anh chị cũng nhìn thấy đấy, nó là cơ địa. Thế thì ở đây thì phần lớn các bạn không có khuyến cáo là cái tỷ lệ mà nó không hiệu quả. Tôi không nói về cái hệ lụy mà nó không phù hợp cơ địa nó là cái gì, nhưng ít nhất là chúng ta cũng cũng phải có cái cảnh báo cho họ là cái tỷ lệ mà nó sẽ không thành công. Thì đa phần các bạn bán thì các bạn hay hay nói quá sản phẩm và các bạn không khuyến cáo cho khách hàng cái tỷ lệ đó, dẫn tới đôi khi không may phải những cái người mà họ cơ địa họ không phù hợp ấy, thì họ lại quay sang họ bảo các bạn là lừa đảo. Nhưng mà vì là các bạn cũng không hiểu về khoa học lắm, cho nên đôi khi các bạn bảo thủ, các bạn tranh cãi, thì khách hàng họ gây ra rất ức chế, và đôi khi họ quay trở lại họ đưa lên mạng một cái thì ngay lập tức là các bạn bị cái khủng hoảng truyền thông. Thì cái trường hợp này cũng rất là nhiều. Vậy thì tôi nhắc lại, đây là một cái mô hình rất là tốt, đặc biệt là rất phù hợp với giới trẻ năng động, không bị gò bó về mặt thời gian, hoạt động thì khai thác được cái tập khách hàng bạn bè của mình. Tuy nhiên thì bạn cũng rất là lưu ý khi tham gia vào hệ thống đấy, nó liên quan đến cái việc chất lượng sản phẩm để tránh tình trạng nói quá sản phẩm. Và thứ hai nữa là bạn phải biết thẩm định, để ngay kể cả bạn dùng thử nó tốt nhưng mà chưa chắc người khác dùng đã tốt. Thế cho nên là bạn phải rất là lưu ý về chất lượng sản phẩm để tránh tình trạng là sẽ gây tổn hại cho những người dùng. Rồi, cảm ơn bạn. Chúc bạn thành công.